âm thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc thân mến. Vâng, hôm nay trong buổi chiều ngày 18 tháng 8 năm 2018, cửa hàng âm thanh Hạnh rất vinh dự để được đón một vị khách rất gần với trung tâm âm thanh Hạnh. Vâng, chú Bùi Văn Xanh đến từ Tân Dân, Kinh Môn, Hải Dương. Vâng, chú về cửa hàng âm thanh Hạnh và lựa chọn cho mình một cặp loa mới về cửa hàng ngày hôm qua. Vâng, cửa hàng có thông báo là có một cặp loa JBL N65A mới về cửa hàng. Vâng, cặp loa JBL N65A bát huyết mới về cửa hàng âm thanh Hạnh, và chú đã theo dõi kênh của âm thanh Hạnh và hôm nay về với cửa hàng và sắm cho mình ngay một cặp loa. Vâng, mỗi một vị khách đến với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh lựa chọn được những sản phẩm mà bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cung cấp thì cửa hàng xin quay một clip ngắn vừa là quảng cáo tất cả các sản phẩm bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh, vừa là quảng cáo những vị khách hàng đã luôn đặt niềm tin bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh và lựa chọn cho mình những sản phẩm mà quý khách hàng yêu thích. Vâng, cửa hàng sẽ quay chi tiết cặp loa JBL N65A bát huyết có sơ di liền kề. N65A bát huyết cũng đã có chủ theo chú Xanh về Kinh Môn, Hải Dương ngày 18 tháng 8 năm 2018. Vâng, âm thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.